Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 3 tháng 5. Tiêu điểm hôm nay sẽ liên quan đến các tin tức chuyển nhượng mỗi ngày cũng như những cập nhật mới nhất liên quan đến loạt trận cấp câu lạc bộ đang diễn ra hấp dẫn tuần qua. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ cùng đến với ngày kết quả trận cầu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore vừa mới kết thúc chiều này. Tiếp theo là quan điểm của Pep về việc ai mới là người xuất sắc hơn giữa Messi hay Haaland. Và cuối cùng là việc Inter Milan dự định bán đi hàng loạt trụ cột trong mùa hè này. Tất cả sẽ có trong bản tin hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin vắn liên quan. Vào lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có trận đấu thứ hai ở môn bóng đá nam SEA Games 32 với đội tuyển U22 Singapore. Nhiệm vụ của chúng ta trong trận này là tích lũy thêm 3 điểm trước khi bước vào những trận đấu cam go với Malaysia và Thái Lan. Đội tuyển của chúng ta tràn lên phần sân đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sự thiếu ăn ý giữa các mắt xích quan trọng đã khiến cầu thủ Việt Nam chơi như chân đeo chỉ trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất. Bước ngoặt chỉ đến khi Văn Tùng mở tỷ số sau một pha cướp bóng phản công chớp nhoáng. 7 phút sau bàn thắng đầu tiên, Thái Sơn đã tiếp tục có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt sau một pha dứt điểm có phần may mắn khi bóng đã đập trúng người một hậu vệ Singapore bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Muhammad Azin. Bước sang hiệp 2, đoàn quân của ông Trussier đã thi đấu thành thoát hơn rất nhiều khi tạo ra vô số cơ hội nhưng chỉ có thêm một bàn thắng do hậu vệ của Singapore phản lưới nhà. Vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, hậu vệ Vũ Tiến Long lóng ngóng phá bóng bay thẳng vào lưới nhà, giúp cho Singapore có bàn thắng giành dự. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn tỏ ra ấm ức với trọng tài Pontiani sau trận đấu với Tottenham khi cho rằng trọng tài này đã nói với Klopp những lời lẽ mang tính giàn mặt. Cụ thể, theo lời của thuyền trưởng Liverpool, thì khi trọng tài Paul đến rút thẻ vàng cho Klopp, ông đã nói rằng nếu ông làm thế với tôi, coi như ông cầm chắc tấm thẻ đỏ rồi. Hên cho ông là ông chỉ có khiêu khích gã trọng tài thứ tư thôi, thế nên tôi chỉ rút một tấm thẻ vàng thôi. Ngay sau hành động cáo buộc trên, lập tức Liên đoàn bóng đá Anh đã đưa ra án phạt Jurgen Klopp về những hành vi không đúng mực với trọng tài Pontiani. Thuyền trưởng The Kop sẽ được cho thời hạn đến thứ 6 để phản hồi về án phạt trên. Theo tờ Bild tiết lộ, sau sự cố với Mane, tiền vệ Leroy Sané đã có một bài phát biểu trước toàn đội nói rằng anh ấy nhận thức được rằng bản thân cần phải cải thiện ngôn ngữ cơ thể của mình trên sân và thể hiện thái độ tích cực hơn với các đồng đội của mình. Bài phát biểu đã được đón nhận nồng nhiệt và gây ấn tượng với tổ cổ. Theo tờ Goal, cựu cầu thủ Chelsea là Joe Cole đã nói về nguyên nhân Christian Pulisic chứng lại. Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá siêu tài năng, có thể nói là một sở hữu một tài năng hàng đầu khi còn rất trẻ. Pulisic đã vô địch Champions League cùng Chelsea và thậm chí đã đóng một vai trò quan trọng bằng cách ghi những bàn thắng then chốt trong chiến tích đó. Chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho Christian với số lượng chấn thương mà cậu ấy gặp phải. Nó thực sự đã ngăn cản sự phát triển của Pulisic. Arteta đã dành rất nhiều lời khen cho trung vệ trẻ Jakub Kiwior sau màn trình diễn trong trận với Chelsea rạng sáng nay rằng tôi thực sự thích Kiwior, đó là lý do tại sao chúng tôi ký hợp đồng với Kiwior. Anh ấy đã bắt đầu ổn định hơn, Jakub thực sự có tiềm năng trở thành một cầu thủ đẳng cấp ở độ tuổi của mình. Trong trận gặp Chelsea, đấy là một đội bóng lớn, một thử thách lớn, nhưng anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tôi giao, đó là một tín hiệu đáng mừng. Theo phóng viên Tony Juan Marti từ tờ Relevo, cha của Ansu Fati là ông Bori Fati đã chia sẻ rằng cậu con trai của mình chắc chắn sẽ ở Barca. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Cha của Samai này đã đưa ra lời phát biểu trên ngay sau khi Barca gặp người đại diện Jorge Mendes. Thế nhưng siêu cò Jorge Mendes lại đưa ra một thông tin nước đôi rằng tôi ở đây để phát ngôn cho nhà Ansu Fati, cậu ấy là một cầu thủ giỏi, một tài năng lớn và là một hiện tượng của châu Âu. Chúng ta đã thấy quá đủ kỹ năng của cậu ấy trước chấn thương rồi. Vài ngày tới thôi chúng ta sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra nhé. Các phóng viên đã dành rất nhiều câu hỏi về việc Joao Felix đã phải ngồi dự bị trận thứ tư liên tiếp. Thuyền trưởng Frank Lampard đã chia sẻ lý do như sau với Sky Sports. Tôi biết là Felix đang có một tài năng lớn, nhưng tôi thực sự cần phải tìm một đội hình rõ ràng. Felix luôn tỏ ra không chắc chắn nếu bạn hỏi anh ấy muốn chơi ở đâu. Có lẽ anh ấy không phải là số 9. Tôi cần một tiền đạo thi đấu theo cách tôi muốn ở Chelsea. Còn chuyện tương lai của anh ấy ra sao tôi không biết điều đó. Andreas Pereira bị gãy xương mắt cá chân và sẽ phải tiến hành phẫu thuật hôm nay. Mùa giải xuất sắc của Pereira với Fulham xem như đã khép lại. Theo các nguồn tin thân cận với cầu thủ người Brazil, cựu cầu thủ Manchester United sẽ chỉ trở lại trong giai đoạn tiền mùa giải tiếp theo. Theo nhiều nguồn tin ở Ý, Newcastle United sẽ được Lazio thông báo rằng sẽ cần ít nhất 40 triệu euro nếu họ muốn ký hợp đồng với tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của Lazio vào mùa hè này. Tờ Calcio Mercato đã tiết lộ chiếc chòe vùng Đông Bắc hiện vẫn chưa đưa ra lời đề nghị nào cho tiền vệ này. Tuy nhiên, giữa bên đại diện Mateja Kessman và Newcastle được cho là sẽ gặp mặt nhau trong vài ngày tới. Arsenal cũng muốn nhảy vào tranh chấp tiền vệ sinh năm 1995. Được biết, hợp đồng với Savic chỉ còn hạn 1 năm nữa. Phía Lazio đang mong đợi các đội bóng sẽ nhảy vào tranh chấp nhằm bán được với giá cao nhất có thể.
Bayern được cho là đã đưa tiền vệ mỏ neo đang chơi ở Ajax là Edson Álvarez vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của mình trong mùa hè tới. Được biết, hợp đồng của tuyển thủ người Mexico sẽ hết hạn vào năm 2025. Mức giá dự kiến cho thương vụ này là khoảng từ 35 đến 45 triệu euro. AC Milan sẽ phải cạnh tranh với Tottenham Hotspur và Marseille để tranh giành tiền đạo người Pháp Aine Wahi. Theo thông tin từ tờ Calcio Mercato, tiền đạo của Montpellier hiện nay đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ, một trong số đó là AC Milan. Wahi đã ghi 13 bàn và có 5 kiến tạo sau 29 trận cho đến thời điểm này của mùa giải hiện tại. Đáng chú ý, ngôi sao đang thi đấu cho Montpellier mới chỉ 20 tuổi. Người ta tin rằng anh có thể trở thành một tiền đạo xuất sắc trong tương lai. Trong cuộc đua này, AC Milan sẽ phải cạnh tranh rất gắt gao với các câu lạc bộ đến từ Ngoại hạng Anh và Marseille. Thậm chí Real Madrid cũng đã đưa Wahi vào tầm ngắm cho một giải pháp dự bị cho Benzema trong mùa giải năm sau. Inter Milan được cho là sẵn sàng bán Marcelo Brozovic nếu họ nhận được lời đề nghị trị giá 30-40 triệu euro ở trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp tới. La Gazzetta dello Sport đưa tin Inter Milan đã bàn bạc trước với Brozovic và cả đôi bên cùng đồng ý rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để chia tay nhau. Cầu thủ người Croatia vẫn còn hợp đồng có thời hạn đến năm 2026, do đó Nerazzurri sẽ không sẵn sàng bán trừ khi nhận được một lời đề nghị béo bở. Đã có tin đồn về khả năng Brozovic chuyển sang Barcelona vào tháng 1 năm ngoái trong một thỏa thuận trao đổi với Frank Kessié. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận đều cho biết Premier League là một điểm đến khả dĩ hơn. Trong những năm gần đây, Brozovic được coi là cầu thủ chơi lùi sâu hay nhất ở Serie A, nhưng chấn thương đã cản trở phong độ của anh trong mùa giải này, trong khi Hakan Çalhanoğlu đã điều chỉnh vị trí về chơi như một regista trong hệ thống của Nerazzurri. Một số đồng đội tại Inter đã tiết lộ rằng Brozovic muốn kết thúc quãng thời gian ở Inter Milan với một danh hiệu khác và Champions League có thể sẽ là giấc mơ cuối cùng của chiến binh người Croatia. Theo nhà báo Gerard Romero, câu lạc bộ Aston Villa đã chính thức đưa ra lời đề nghị chính thức với giám đốc Matteo Alemani để bắt đầu dự án mới và làm việc cùng với Unai Emery. Nếu các bạn đã quên thì Alemani chính là giám đốc thể thao lừng danh của câu lạc bộ Barcelona. Chuyện một vị giám đốc thể thao thuộc đội bóng hàng đầu về làm cho một đội bóng hạng trung ở Ngoại hạng Anh có thể sẽ làm giới mộ điệu tỏ ra bất ngờ. Được biết, Matteo sẽ rời Barcelona vào ngày 30 tháng 6. FC Barcelona cũng thông báo rằng mặc dù Alemani chính thức rời câu lạc bộ vào ngày 1 tháng 7, Matteo Alemani đã cam kết hoàn thành công việc chuyển nhượng của đội 1 vào mùa hè này, ngay cả khi đó phải là vào những thời điểm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Nôm na là dù rời đội, nhưng Alemani sẽ lo liệu những thương vụ chuyển nhượng của Barca thêm một phiên chợ hè nữa. Xabi Alonso đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở Tottenham Hotspur sau khi đã gây ấn tượng mạnh tại Bayer Leverkusen. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha và Liverpool đã tiếp quản Bay Arena vào tháng 10 khi Leverkusen đang trên bờ vực xuống hạng Bundesliga 2. Theo tờ The Telegraph, tầm cỡ của Alonso từ những ngày còn thi đấu giúp anh có lợi thế hơn đối thủ Arne Slot ở ít nhất một khía cạnh trong việc quản quân. Feyenoord của Slot đang trên đà giành danh hiệu quốc đội Hà Lan khi đang dẫn đầu với 8 điểm cách biệt với đội xếp thứ hai trong khi mùa giải chỉ còn 4 trận đấu. Câu lạc bộ Hà Lan được cho là rất muốn giữ chân Slot. Feyenoord đã vội vàng đưa ra những lời đề nghị tăng lương và thưởng kèm theo thành tích. Ngoài ra, Feyenoord cũng hứa tăng cường lực lượng để huấn luyện viên này dẫn dắt tại Champions League. Cựu huấn luyện viên của Bayern Munich Julian Nagelsmann là một cái tên khác đã được liên kết với Tottenham. Tuy nhiên, theo The Telegraph, sau khi Fabio Paratici từ chức, những cuộc đàm phán với cựu huấn luyện viên Bayern đang có dấu hiệu ngừng lại. Pep Guardiola mới đây đã trả lời câu hỏi về chọn Messi hay Haaland cho đội hình của mình rằng: "Bạn hỏi tôi về việc chọn Messi hay Haaland hả? Tôi sẽ cho bạn biết là chẳng ai có thể so sánh được với Messi đâu. Leo là cầu thủ toàn diện nhất mà tôi từng thấy, tầm nhìn, chuyền bóng, dê bóng, nhiều thứ lắm. Tôi chỉ hy vọng Haaland có thể đạt được gần đẳng cấp như Leo thôi, sẽ là rất tuyệt vời cho chúng tôi rồi." Theo SpamRayInter.com, Chelsea hiện đang dẫn trước Manchester United và Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của thủ môn Andre Onana của Inter Milan. Hiện tại, The Blue là câu lạc bộ thể hiện sự quan tâm nhiều nhất đến thủ môn người Cameroon. Tuy nhiên, Inter đã nói rõ với Chelsea rằng họ không mong đợi một khoản tiền ít hơn 40 triệu euro tiền mặt. Hơn nữa, Nerazzurri cũng đã nói rõ rằng họ sẽ không chấp nhận thủ môn người Tây Ban Nha là Keipa hoặc tuyển thủ Senegal Edouard Mendy như một phần của thương vụ này. Theo tờ Bill, mới đây Bayern đã liên hệ với ông Pat, cha của Harry Kane. Sau cuộc trò chuyện, các ông chủ của Bayern có ngầm hiểu rằng tiền đạo 29 tuổi thích ở lại Anh hơn. Mặc dù thực tế Tuchel là một fan hâm mộ của Kane, nhưng Bayern đã giảm sự quan tâm của họ đối với Harry Kane sau khi biết rõ chí hướng của tiền đạo đang thuộc biên chế Tottenham. Sam Allardyce được cho là sẽ nhận 500.000 bảng cho mỗi trận còn lại tại Leeds United.
Nếu chuộc hạng thành công, ông vua chuộc hạng này sẽ ước tính có thêm cho mình gần 3 triệu bảng Anh vào khối tài sản của mình. Ngôi sao của Chelsea Mikhailo Modric đã bị chiếu tia laser vào mặt trong lần đầu tiên xuất hiện tại Emirates sau câu chuyện chuyển nhượng lùm xùm hồi tháng giêng. Tuyển thủ Ukraine tưởng chừng như đã được định sẵn để gia nhập đội bóng của Mikel Arteta, nhưng cuối cùng thì Chelsea đã giành chiến thắng vào phút chót khi nẫng tay trên thành công của đội bóng cùng thành phố. Modric đã bị các cổ động viên Arsenal la ó khi vào sân thay Raheem Sterling trong hiệp 2 và mỗi lần anh chạm bóng trong suốt 19 phút có mặt trên sân đều bị chiếu tia laser. Mitoma đã chia sẻ trên kênh của câu lạc bộ rằng: "Khi tôi còn trẻ, tôi đã xem Cristiano rất nhiều. Tôi thực sự thích phong cách chơi của anh ấy. Tôi muốn được như anh ấy. Tôi đã cố gắng thực hiện những pha dìa bóng của anh ấy và thậm chí cả cách anh ấy chạy nước rút. Tôi thích Manchester United vào thời điểm đó, còn dĩ nhiên bây giờ phải ưu tiên Brighton hơn rồi." Chúng ta đã cùng đi qua những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá trong 24 giờ qua. Những diễn biến khó lường của loạt trận quốc nội vào cuối mùa vẫn sẽ tiếp tục vào những ngày giữa tuần. Kết quả của những trận cầu sắp tới đây cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác sẽ được mình cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của Bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem.